bất kỳ ý tưởng nào, rất lâu trước khi nó trở thành hiện thực. Thoạt đầu có vẻ kỳ lạ, nhưng sau đó nó trở thành điều phổ biến. Một trong những yếu tố quyết định thành công là ở đúng nơi. Đúng lúc, và nếu bạn đang xem video này thì bạn đang ở đúng nơi, thời điểm thích hợp. Chúng ta hãy nói về cách mọi người giành chiến thắng. Nhờ các công nghệ tiên tiến và những cơ hội hiện tại mà bạn có thể kiếm tiền bây giờ. Trước tiên hãy quay lại lịch sử. Chúng ta đã nghiên cứu một số công ty mà tất cả chúng ta đều biết. Hãy nói về Apple, Alibaba và Google. Apple vào năm 1976. Việc làm và Steve Wozniak và Ronald Wei thành lập tập đoàn Apple. Hai tuần sau khi một trong những người sáng lập tập đoàn rượu vang nghi ngờ sự thành công của công ty, họ đã bán 10% cổ phần của mình với giá $800. Số cổ phiếu ngày nay trị giá hơn 50 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm. Cổ phiếu của công ty đã nhân với 5.000, tức là một người đã đầu tư $100, trong 2 năm đã sở hữu gói cổ phiếu trị giá $500.000. Alibaba là nền tảng lớn nhất Trung Quốc, đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại Internet, được thành lập năm 1999. Chỉ trong năm 2014, giá trị thị trường của công ty đã lên tới $231 tỷ. Vào năm 2016, thu nhập của tập đoàn Alibaba đạt được hơn $5 tỷ, mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Google vào năm 1998, David Sherrington đã đầu tư $100.000 vào Google. Tóm lại, đã viết sách cho hai anh chàng Sergey Brin và Jack Lary, và bây giờ là sự tham gia của Sherrington trong Google là $1 tỷ. Có nghĩa là, nếu bạn vào thời điểm đó đã đầu tư ít nhất $100, thì bây giờ cổ phiếu của bạn trong công ty sẽ lên tới 1 triệu và con số này không tính cổ tức hàng năm. Tất cả các công ty này đã giới thiệu các công nghệ tiên tiến mới, nhu cầu lớn trên thị trường thế giới và rất nhanh chóng đã trở thành một phần của cuộc sống, số người trên hành tinh. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách công nghệ mới làm giàu cho những người sáng tạo ra họ và những người đã đầu tư vào công nghệ này. Trong giai đoạn đầu phát triển của nó, trên thực tế có rất nhiều công ty kiểu này: Microsoft, Bình Minh, Amazon, Instagram, Google, IKEA, Hey. Và nhiều người khác. Bây giờ hãy nói về công nghệ Skyway, sự đổi mới đang xâm nhập vào thị trường thế giới ngày nay và theo dự báo của các chuyên gia độc lập để nắm bắt hơn 50% thị trường vận tải toàn cầu. Công nghệ này ngày nay nhu cầu lớn và mong muốn đến mức ngay cả trước khi chứng nhận nó đã có đơn đặt hàng trước hơn $180 tỷ trên toàn thế giới. Công ty đã ký một thỏa thuận với chính phủ Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với giá hơn $2.500 triệu. Đây là một bảng ở đó, cho biết bạn có thể tạo ra bao nhiêu vốn cho mình trong tương lai gần bằng cách đầu tư trong công nghệ Kaiway. Những khoản đầu tư này là để xây dựng công viên sinh thái công nghệ Kaiway ở Belarus. Nơi các công nghệ sẽ được chứng nhận là một phần công việc, đã được thông qua và chúng ta có thể thấy kết quả đầu tư ban đầu của các nhà đầu tư đầu tiên. Sau khi được chứng nhận và gia nhập của công ty trên thị trường thế giới, trên toàn thế giới sẽ bắt đầu xây dựng các dự án cụ thể và bạn với tư cách là nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức trọn đời vào trong tương lai. Bạn sẽ có thể chuyển cổ phần của mình ở công ty cho con cháu của bạn, nhiều đường hơn được xây dựng trên khắp thế giới. Giá cổ phiếu của bạn càng cao thì giá cổ phiếu của bạn càng cao. Khi việc tính toán giá cổ phiếu càng thấp, càng tốt theo giai đoạn phát triển của nó, bạn vẫn có cơ hội trở thành nhà đầu tư trong giai đoạn đầu tiên của hình thành công ty. Để sau này khi chúng ta thấy với các ví dụ về Apple, Alibaba và Google và nhận cổ tức trọn đời,
Khám phá chi tiết hơn những gì về Kaiway và cách kiếm tiền với công ty này, hãy hỏi người đã gửi cho bạn video này để biết thông tin. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ xảy ra 100 năm một lần. Hãy truy cập website kaiway.capital.